các bạn, mình là Thế Anh, mình lấy từ cộng đồng Thế Anh đưa ra, cộng đồng chuyên chia sẻ các dự án IDO, các dự án property, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín chất lượng cũng như đến từ các sàn dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký và đặt liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án để chúng ta nhận token Avara. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn đăng nhập vào tài khoản Twitter. Rồi anh em không cần đăng nhập tài khoản, chúng ta sẽ điền phần tên, điền email và điền địa chỉ ví vào đây. Các bạn sẽ ấn vào iRope Community nhé, hoặc là join iRope này. Tiếp theo sẽ có email config của chúng ta điền 4 số ở trong email config nhé. Bên trong email các bạn điền lại code 50 5040 ở nút config này. Rồi các bạn sẽ có link dev luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ join vào kênh channel. Sau đó thì các bạn sẽ điền username của kênh Terra ta nhé. Tiếp tục là nhiệm vụ Twitter, ta mở Twitter ra để người ta follow. Sau đó thì chúng ta điền username. Username thì ngay dưới tên ta chính là username nhé. Tiếp theo là tweet này, post tạo lúc tweet này, sau đó thì các bạn ấn vào phần view để lấy link, paste phần link phía dưới đây, ấn i tweet now tweet này, chúng ta sẽ mở ra có hai bài anh em ạ, một bài là 980, một bài là 973. Ta retweet này, nhớ là retweet nhé, now retweet, điền username ở kênh Twitter này. Subscribe kênh Reddit. Ta mở kênh Reddit ra, chúng ta tiến hành ấn nút là join này. Sau đó thì bạn điền username, username copy phía trên này. Rồi join tiếp vào một kênh nữa, kênh channel Telegram. Ta nút join. Ấn click here. Tab này. I have này. Được chưa? Ổn rồi nha. À, sau đó thì các bạn sang phía bên này, chúng ta đi dùng đêm vào này. Tạo một cái video thì người ta chắc không tạo được, nhưng mà các bạn có thể làm nhiệm vụ upload ở trên coin snipper, submit luôn, ấn luôn vào đây upload cũng được. Sau đó là config, cái là bên DX thì nó hơi lag đấy anh em nhé, DX hơi lag. Nói chung hai nhiệm vụ này các bạn cứ click cho có thôi, có làm được thì làm, không làm được thì cũng không sao đâu. Bình thường rất là lag. Có phần nào upload không nhỉ? Bình thường nó sẽ có một thêm phần upload ở đây nữa. Mới tạm vậy là. Đấy, hai cái nhiệm vụ này chúng ta có thể bỏ qua cũng được. Cứ ấn xác nhận nhiệm vụ thôi. Còn tạo video TikTok thì các bạn cần có link nhé. Các bạn nào tạo thì tạo. Ok, vừa rồi thì admin đã chia sẻ với anh em về dự án Avara. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.